还没好好翻一翻那错过的几年，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定会来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。từ từ 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 thôi. Coi em kìa, nè. Mệt quá à. Em thích con nít lắm sao? Thích chứ, con nít đáng yêu mà. Anh nhìn tụi nó kìa, rất dễ thương. Tiểu Gia là ai vậy? À, sao anh biết Tiểu Gia vậy? Anh Ưng nói cho anh biết hả? Thực ra lúc ở bên Mỹ... Thôi, anh không cần biết những chuyện đó đâu. Được thôi, là anh nói không muốn biết đó nha. Lần này là lần cuối cùng. Sau này anh có muốn biết em cũng không có nói đâu. Không, không phải là sau này. Bây giờ em cũng không nói. Anh không xuống chơi sao? Anh mời em tới đây mà. Vậy thôi anh ngồi đây chờ em nha. Là ai đây ta? Người mới hả? Cùng làm một việc như nhau, sao Hà Dĩ Thâm có thể giữ hình tượng một người đàn ông hoàn hảo, còn cậu lại thành ra tàn tạ như vậy? Sao lại khác biệt như vậy chứ? Anh còn có thời gian uống cà phê thì qua phụ tôi đi. Bớt giỡn đi, tôi còn một đống việc kia kìa. Vậy thì đừng nói nhiều nữa. Mai, anh đang ở nước ngoài hả? Phải. Dĩ Thâm, anh nghe em nói đi. Triệu Mặc Sơn, cô ta đã kết hôn ở nước ngoài rồi. Sao em biết vậy? Anh biết rồi. Biết rồi. Vậy tại sao anh còn quay lại với cô ta chứ? Cô ấy đã ly hôn rồi. Ly hôn? Cô ta đã từng sống chung với một người đàn ông khác, trong khi anh luôn đợi cô ta vậy mà. Anh không để tâm. Em không tin. Sao có thể không để tâm chứ? Anh là vậy đó. Rõ tất cả mọi chuyện, chị mà vẫn đón nhận Triệu Mặc Sơn. Anh thà ở với một người phụ nữ đã kết hôn cũng không đón nhận em. Tại sao chứ? Em có thua kém gì? Rốt cuộc em có gì không bằng Triệu Mặc Sơn? Dĩ Mai, cô tìm Dĩ Thâm hả? Ừ. Cậu ấy đi hưởng tuần trăng mật rồi, không nói với em sao? Tuần trăng mật? Phải. Cậu ấy kết hôn với Triệu Mặc Sơn rồi. Kết hôn? Phải. À, cậu ấy không nói thật sao? À.
anh nói gì không đúng phải không? Nè, Dĩ Mai, tôi đâu có nói gì đâu. Tôi không sao. Em có sao không? Để anh coi. Không sao đâu. Anh đưa em về. Đi. Có đau không hả? Em không sao mà. Được rồi, mấy ngày tới được có xuống nước. Có bị sẹo không anh ha? Không bị nhiễm trùng là tốt lắm rồi. Có sẹo thì đã sao? Nếu để lại sẹo ở đây thì sẽ xấu lắm đó. Em mặc đầm thì sẽ bị lộ vết sẹo này ra. Làm sao đây? Em đã lấy chồng rồi thì còn sợ cái gì nữa? Nói cũng đúng. Thôi xong rồi, không được xuống nước thì chúng ta đi nghỉ ở đây làm gì chứ? Mình đổi nơi khác được không anh? Không được. Ngày mai anh đã có sắp xếp riêng rồi, không cần xuống nước đâu. Chán thiệt, tự nhiên lại bị té. Dĩ Mai, buổi phỏng vấn của em sao rồi? Em đâu rồi? Phỏng vấn có tốt không? Thôi đi, chắc cô ấy đang bận. Mình phải hiểu và thông cảm cho cô ấy chứ. À, xin lỗi. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hôm nay anh sẽ phung phí mấy chục tệ rồi sẽ đòi em bồi thường sao cũng được. Hay quá, lại còn vui nữa. Em vui không? Dạ vui. Rõ ràng là đi coi phim hài mà. Sao tự nhiên mình lại buồn vậy chứ? Nè, nghe nói giọng cô rùa là do Tiêu Tiêu lồng tiếng đó, hay thiệt ha. Việc lồng tiếng cần phải có kỹ năng. Giọng Tiêu Tiêu quá hay, rất có triển vọng. Đúng là vậy. Kỹ thuật chỗ nào chứ? Hay ho gì đâu. Phải xả hết bực mình mới được. Phim cô lồng tiếng tôi vừa mới xem rồi, cũng hay lắm. Nhưng mà cô chính là điểm trừ duy nhất đó. Không thể để cô ta đắc ý được. Ưng tổng, họ đang ở Mauritius. Tôi biết rồi. Chị Thơm,
Anh có thấy cục sạc của em ở đâu không? Không thấy. Em tìm kỹ lại đi. Dạ. Mặt Sơn nói với anh là chúng tôi đã từng ly hôn sao? Chúng tôi đang là vợ chồng hợp pháp, vừa hợp pháp theo pháp luật hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời cũng phù hợp với pháp luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cho dù là ở nơi nào đi nữa thì quan hệ hôn nhân giữa tôi và Mặt Sơn cũng hợp pháp. Chúng tôi chưa từng ly hôn. Chê Sơn, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Tìm giúp tôi một công ty điều tra ở San Francisco. Tôi muốn điều tra một vụ ly hôn. Dĩ Mai, con đã về rồi hả? Dạ. Mẹ nghe tiếng động còn tưởng là trộm nữa chứ. Sao mà về muộn vậy con? Dạ con. Hôm nay đâu có phải cuối tuần. Bộ con đang có chuyện gì hả? Không có đâu mẹ. Mẹ đi ngủ đi. Con cũng ngủ đây. Dĩ Thâm nó có nói là không gọi được cho con. Con rảnh thì gọi lại cho nó đi. Con biết rồi. Đã về nhà rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe nha.春天，感受阳光洒满肩上的夏天。
Quán bên cạnh cũng ngon mà. Đến quán đó ăn với em đi có được không? Anh đã nói với em là anh sẽ không quen bạn gái khi đang học đại học mà. Vậy là do cô ấy tự tìm đến, bám dai như đĩa. Tôi là mẹ của Hà Dĩ Mai. Cậu là ai vậy? Con bé đang sạc điện thoại vừa mới mở máy. Dạ chào bác, cháu là bạn của Dĩ Mai. Cháu tên là Lộ Diễn Phong. Hôm nay cô ấy xin về sớm. Cô ấy có nhà không bác? Có, cậu đợi một lát nha. Diễn Phong. Dĩ Mai, sao tự nhiên em lại về? Anh không tìm được em ở đài truyền hình, em về nhà sao không đó một tiếng chứ? Nè, hay là bây giờ anh qua nhà em nha. Yên tâm đi, anh không để ba mẹ em thấy đâu. Diễn Phong, chúng ta chia tay đi. Dĩ Mai, tại sao chứ? Hay là Hay là anh đã làm chuyện gì sai hả? Không, không phải tại anh đâu. Em vừa mới nhận ra, người mình yêu một khi đã yêu người khác thì mình có làm gì cũng bằng không. Em như vậy mà anh cũng như vậy. Diễn Phong, em vẫn không thể nào thoát ra được. Thời gian ở bên anh, em chưa từng rung động. Em không muốn làm lãng phí thời gian của anh nữa. Dĩ Mai, em đừng nói gì nữa hết. Bây giờ anh đi tìm em, anh sẽ tới nhanh thôi, em đợi anh nha. Xin lỗi, bây giờ em không muốn gặp anh đâu. Em không muốn gặp ai hết. Cứ coi như tụi mình chưa từng quen nha. Em đã lợi dụng anh quá lâu rồi. Em xin lỗi Diễn Phong. Em xin lỗi.
coi kìa. Em uống thuốc đi. Thuốc cảm anh cũng mang theo hả? Ừ. Chắc là trước khi đi anh không coi ngày hoàng đạo, cho nên em mới xui xẻo như vậy. Đầu tiên là bị té, giờ lại bị cảm nữa. Chán chết đi được. Người xui là anh mà. Anh xui cái gì chứ? Anh đâu có bị bệnh. Vậy anh uống đi. Em làm hỏng hết kế hoạch của anh rồi. Uống hết đi. Bây giờ mình sẽ làm gì? Uống thuốc xong rồi thì ngủ một giấc. Anh phải nói gì đó thì em mới ngủ. Mau chóng biến cục hôn nhân này thành sự thật đi. Em đang bị cảm mà. Em uống thuốc rồi thì sẽ mau khỏi bệnh. Em muốn ngủ. Em ngủ đó. Ngủ đi nha. Em có tới hai người chồng không? Cô Đồng thành thật xin lỗi cô. Ông Ưng hiện đang bận họp, chắc là không có thời gian để nghe điện thoại của cô đâu. À, ông ấy vừa mới họp xong nè, tôi sẽ chuyển điện thoại cho ông ấy. Ừ, anh đi. Ưng Huy, anh đang bận lắm hả? Em nói đúng đó. Hay là lát nữa em gọi lại cho anh nha. Không cần, anh xong việc rồi. Em muốn mà anh đi ăn cơm. Khi nào thì đi? Nhưng mà em lo là sẽ làm phiền anh. Em đã mời anh thì anh không thấy phiền đâu. Bởi vì phải đi tới nhà hàng mà chúng ta từng tới lúc học năm nhất. Anh vẫn còn nhớ chứ? Chính là nhà hàng có treo rất nhiều hạt giấy trên tường đó. Nhưng mà nó hơi xa. Anh nhớ chứ? Đồ ăn ở nhà hàng đó là ngon nhất. Vậy sáng mai 9 giờ gặp ở cửa đông trường Hoa nha anh. Được. Tâm Anh, anh rất vui vì em vẫn còn nhớ nhà hàng đó. Em cũng vậy. Anh làm việc đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tổng à, 9 giờ sáng mai chúng ta có hẹn với giám đốc Dương. Vậy còn cô Đồng thì... Tôi sẽ không đi. Tâm trạng của anh dạo này không tốt sao? Đúng vậy. Tôi sẽ chú ý hơn. Tôi thật không ngờ chỉ là phim hoạt hình thôi mà doanh số phòng vé lại cao như vậy. Cô có biết là có rất nhiều giám đốc đã tìm đến tôi để xin được ký hợp đồng hay không hả? Vậy mà lúc đầu tôi còn không muốn cho cô nhận công việc này nữa. Đầu óc tôi bị điên hay sao đó? Ủa, Lộ Diễn Phong, sao còn lại ở đây? Tiêu Tiêu, tôi có việc muốn hỏi cô. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến Dĩ Mai đau lòng như vậy? Nếu như anh ta không thích Dĩ Mai thì tại sao không chịu buông tay chứ? Người không chịu buông tay là ai hả? Chính là Hà Dĩ Mai đó, anh hiểu chưa? Người đàn ông mà cô ấy thích đã làm đủ mọi cách rồi. Nếu đổi lại là anh, bị một người mà mình không thích quấy rầy hơn 10 năm, anh sẽ làm gì hả? Tôi hỏi cô, người đàn ông đó là ai? Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Chuyện này liên quan gì đến Tiêu Tiêu? Sao? Nhưng... Anh đưa Tiểu Linh về trước đi. Như vậy không được, vậy có an toàn không? Anh ta thì có thể làm gì được tôi chứ? Tối hôm nay tôi muốn được chứng kiến nỗi khổ của một kẻ thất bại. Cô cẩn thận nha. Tiểu Linh, mình đi. Nè, cầm lấy, uống đi. Chia tay rồi sao? Ai...
Tôi còn nhớ trước đây có người chắc chắn với tôi là nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sao mới đó đã chia tay rồi? Thật là đáng tiếc quá đi à. Nè, tôi nói cho anh biết, chuyện này không thể trách ai được. Tất cả đều là do Hà Dĩ Mai không rõ ràng thôi. Tôi thật sự không hiểu. Tôi có chỗ nào không bằng người đàn ông đó chứ? Thì đó, tôi đã nói rồi, anh làm gì có điểm nào hơn người ta. Nè, thử nghĩ coi, xét về ngoại hình, người đàn ông đó hơn anh gấp trăm ngàn lần luôn. Còn xét về khí chất, anh thì làm gì có khí chất. Còn xét về năng lực và thu nhập thì không cần phải bàn. Người ta thật sự là một mẫu người đàn ông hoàn hảo. Tốt nhất là không nên gặp, đau lòng lắm. Nè, sao vậy? Mặc kệ tôi. Để tôi yên đi. Trời ơi, chỉ là thất tình thôi mà. Sao anh lại yếu đuối như con gái vậy hả? Tình cảm này anh thấy có đáng không? Nghĩ cũng lạ, đi thích một người không hề thích mình mà lại rất hăng hái, hào hứng như vậy là sao? Anh làm ơn thôi đi, làm chuyện có ý nghĩa chút đi ha. Cô cho là tôi giống như cô chắc. Cứ nghĩ mình xinh đẹp, chỉ biết khiến người khác đau lòng. Từ sáng đến tối chỉ biết nhiều chuyện, ra vẻ ta đây. Cô có biết được cảm giác thất tình ra sao không? Sao tôi lại không biết chứ? Là ai vậy? Người đàn ông nào mà không có mắt gì ta, dám ruồng bỏ cô gái mạnh mẽ như cô chứ? Mạnh mẽ được như vậy cũng không có dễ đâu. Nhớ lúc đó tôi cũng chỉ là cô gái quê mùa ngốc nghếch, cũng thích một người giống như anh bây giờ. Rồi người ta cũng ruồng bỏ tôi. Nhưng mà tôi không giống như anh. Tôi chỉ nằm ở nhà 2 ngày, không nói chuyện với ai, không ăn, cũng không uống. Cũng chính 2 ngày đó, bà nội tôi bị bệnh nặng. Tất cả mọi người đều không tìm được tôi. Mà bà của tôi thì lớn tuổi rồi, tôi cũng chỉ có bà là người thân duy nhất. Nhưng tới lúc tôi quay về thì bà đã qua đời rồi. Tôi còn không được nghe lời trăn trối cuối cùng của bà. Tôi cũng không được gặp bà lần cuối nữa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi đều rất hận bản thân mình. Nè, đi uống rượu thôi. Hả? Tại sao chứ? Cái gì mà tại sao? Đàn ông con trai lớn rồi, đừng có mè nheo nữa, đi không? Nhưng tôi thất tình hay là cô thất tình? Thank you.
Tôi, thật ra tôi cô, nhưng mà cô, tôi cái gì mà tôi hả? Cô cái gì mà cô? Có gì đâu, chẳng qua chỉ là uống say thôi mà. Chỉ là uống say thôi hả? Đúng vậy chứ, anh tưởng chuyện gì nữa? Chứ không phải. Nè, để tôi nói cho anh biết, cái này gọi là một loại quy tắc giữa những người trưởng thành với nhau. Anh á, không cần phải nghĩ nhiều, bởi vì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Vậy thôi. Tôi nói cho cô biết nha, đây chính là lần đầu tiên của tôi đó. Cô đừng có được lợi rồi mà còn ra vẻ nữa. Lần đầu hả? Tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nè, bye bye. Cô, xin chào. Tôi ở bên quản lý, đến để kiểm tra đồng hồ nước. Tạm biệt. Ban quản lý, không phải cô ấy là cô nàng ảnh bìa sao? Diễn Phong, Diễn Phong, đừng có làm bộ nữa. Con là con của mẹ, con ngủ thật hay giả mẹ không biết sao? Chuyện gì vậy mẹ? Hồi nãy mẹ thấy cô người mẫu đó ra về rồi. Người mẫu cái gì chứ? Là Tiêu Tiêu á hả? Cô ấy bị thất tình, hôm qua uống say quá nên con mới để cô ấy về nhà ngủ nhờ, ở phòng khách của chúng ta thôi mà. Con nghĩ con gạt được mẹ sao? Nói thật đi, có phải hai đứa đang yêu nhau không, còn quan hệ vượt quá giới hạn nữa? Ôi trời ơi mẹ, quan hệ vượt giới hạn gì chứ, con buồn ngủ quá à. Mẹ cho con ngủ một chút được không? Ngày nào cũng phải ở trong phòng ăn đi ăn lại những món này. Anh không chán hả? Em vẫn chưa hết sốt đâu, nên không thể đi đâu được. Anh nhìn đi, em mặc kính như vậy cũng ra nhiều mồ hôi, hết sốt rồi mà. Em chán lắm, ngày nào cũng ăn một món, ngắm hoài một cảnh, anh không thấy chán sao hả? Đương nhiên là không. Anh sẽ tìm việc để làm. Nhưng em rảnh mà. Em muốn ngồi trên con tàu đó dạo một vòng. Ở bên kia còn có tàu đánh cá, còn có cano nữa. Anh nhìn đi, mình đi chơi một chút nhé. Chúng ta tới đây cũng lâu rồi, chân còn chưa được bước trên bãi cát nữa.
anh cho em đi chơi một lát đi mà. Được không? Nè, công việc giải quyết tới đâu rồi? Còn gì chưa xong không? Còn chứ. Tốt lắm. Đúng lúc anh chàng cuồng việc của chúng ta vừa gọi điện về, kêu tôi gửi một số việc cho anh ta. Anh ta đi hưởng tuần trăng mật mà. Tuần trăng mật? Ngày thứ hai thì vợ anh ta đã bệnh rồi, cảm sốt nằm trên giường suốt. Đây chính là quả báo cho việc dám bỏ rơi chúng ta. Bệnh hả? Chắc chắn là vui chơi quá đà rồi. Thì đã phải chuẩn bị chia tay rồi. Chúng ta khó khăn lắm mới được hưởng tuần trăng mật, vậy mà không làm được gì hết, xui quá.再一万次你会过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答。
消失的世界，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结。这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。